Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho quý vị biết được về công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, gia đạo của tất cả quý vị trong tháng 5 âm lịch sẽ có diễn biến như thế nào, tốt, xấu ra làm sao. Và từ đó thì chúng ta sẽ biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Hơn thế nữa thì bạn có thể xem tử vi trong tháng 5 âm lịch này cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 của mình qua phong thủy Gia Cát. Nội dung tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 5 âm lịch này được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, thông qua việc xem tử vi, chúng ta có thể nắm bắt được vận hạn của mình trong tháng 5 âm lịch. Đồng thời, qua đó thì thầy Gia Cát cũng đưa ra cho quý vị những phương pháp hóa giải vô cùng hiệu quả về vận hạn, công danh, sự nghiệp, tình duyên và gia đạo, tài lộc. Qua đó thì giúp cho quý vị chúng ta có thể có được một cuộc sống tốt hơn, không còn bị những thị phi, tai ách, đen đủi do vận hạn của tháng 5 mang tới. Và sau đây thì không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải tử vi chi tiết cho những người sinh năm 1959 Kỷ Hợi. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng những người tuổi Kỷ Hợi vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Gia chủ cần đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý tới chế độ ăn uống, thực phẩm nằm trong danh sách mà bác sĩ khuyến cáo thì tuyệt đối chúng ta cần phải tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu tới cơ thể nếu dùng về lâu về dài. Xét về thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không mong muốn, làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi tháng Bính Ngọ cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi trên phương diện sự nghiệp diễn tiến khá suôn sẻ. Tuy nhiên, độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, nếu có xuất hiện cũng dễ bị người khác nẫng tay trên. Một lý do khác khiến cho con đường thăng tiến của bạn hạn hẹp đó là bởi vì lý do tuổi tác khiến tham vọng giảm sút, gia chủ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không muốn tranh đấu mà thay vào đó là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc người thân trong gia đình của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi tài lộc Kỷ Hợi năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 5 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội có thể phát triển. Thoạt nhìn, bản mệnh có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư đang ở ngay trước mắt mình, nhưng một khi bắt tay vào làm mới thấy khó để nắm bắt, do đó muốn làm giàu trong năm nay là một việc tương đối khó khăn. Người tuổi này không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt nếu đối tượng đó là người đã lâu không liên lạc với mình, nếu quá tham lam, cái lợi trước mắt, gia chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc. Tháng này, người tuổi Kỷ Hợi đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể, bản mệnh tiêu nhiều hơn cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức và không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chu mệnh quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Kỷ Hợi quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Gia chủ vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ, dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng cần tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố, tai họa bất ngờ. Phong thủy lộc tài nhắc nhở tuổi Kỷ Hợi cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ phải cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên và có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dù nặng khiến cho bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên mới vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống. Nếu quá nóng nảy, mâu thuẫn, xích mích với người khác, thậm chí đến mức động tay động chân thì bạn dễ trở thành người bị tổn thương. Các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nhân duyên khá tốt, bản mệnh có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên, nếu còn độc thân, vẫn rất khó để đến được với một ai đó. Dù cố gắng mở lòng, nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Tháng này, quan hệ vợ chồng khá yên tĩnh, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Tuy nhiên, có đôi khi bạn cần phải chú ý hâm nóng tình cảm của nửa kia, nếu không thì quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng năm âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong đời sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn.
Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong thủy Gia Cát của chương trình.